Vì sức khỏe cộng đồng, công dụng chữa bệnh tuyệt vời của quả dứa. Quả dứa hay còn gọi là trái thơm, dùng làm thức uống giải nhiệt ngày nóng, được rất tốt. Nó còn dùng để chữa một số bệnh. Quả dứa hay còn gọi là trái thơm, khóm, có nhiều loại khác nhau. Quả dứa thực ra là trục của bông hoa và các lá bác mọng nước tụ hợp lại. Còn trái thật là các mắt thơm. Trong 100g quả dứa, phần ăn được có Easy 5kcal, 0,3mg caroten, 0,08mg vitamin B1, 0,02mg vitamin B2, 16mg vitamin C. Các chất khoáng là 16mg Ca, 11mg phosphor, 0,3mg sắt, 0,7mg đồng, 0,4g protein, 0,2g lipid, 13,7g hydrat carbon, 85,3g nước và 0,4g xơ. Trong quả dứa có nhiều enzyme bromerin hay bromelain có thể phân hủy protein. Do vậy, quả dứa được sử dụng trong chế biến một số món ăn như thịt bò xào, thịt vịt xào để giúp thịt nhanh mềm và tạo hương vị đặc trưng. Trong dân gian thường ướp các loại thịt dai, gà với dứa hoặc xào thịt. Thịt sẽ được nhừ, ăn dễ tiêu. Những công dụng tuyệt vời của quả dứa. Đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim, do có thể làm tan máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Có báo cáo trong 140 bệnh nhân mắc bệnh tim được điều trị bằng phương pháp này thì chỉ có 2% số người bị tử vong do lên cơn đau tim so với trước đó. Không cùng phương pháp này thì có tới 20% tử vong. Trong sách ở Việt Nam có hướng dẫn người bị cao huyết áp nên ăn dứa hàng ngày để lợi tiểu. Mỗi ngày uống một cốc nước ép quả dứa hoặc ăn 1/2 quả dứa thơm chín, có thể thay thế được các loại thức uống chống đông vốn là những chất thường gây nhiều tác dụng phụ chảy máu. Do đó, tránh dùng dứa cho những người có các bệnh xuất huyết. Mỗi ngày uống một cốc nước ép quả dứa hoặc 1/2 quả dứa chín, có thể thay thế được các loại thuốc chống đông. Các nghiên cứu vào năm 1960 đến năm 1970 đã xác định bromerin của quả dứa có đặc tính kháng phù và kháng viêm. Từ đó, vài công ty đã được đưa ra các thực phẩm bổ sung có chứa chất chiết từ quả dứa để giải quyết viêm mô tế bào, làm tan các cục mỡ nổi cộm. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xác định dứa có khả năng làm tan các khối mỡ không đẹp này. Bromerin giảm thiểu viêm xoang. Ở Đức, trẻ em bị viêm xoang thường được chữa trị bằng bromerin chiết xuất từ trái thơm. Bromerin cho kết quả tốt, nó làm giảm thời gian bị bệnh từ 8 ngày còn 6 ngày. Bromerin dùng làm thuốc tẩy giun như một loại giun nhỏ thường gặp ở trẻ em. Qua nghiên cứu của Ho de Gran, bromerin cũng cho thấy kết quả tốt như piratel. Quả dứa làm liền sẹo. Một số enzyme của quả dứa làm mau lành các vết thương ở da hay các vết phỏng như chuột bị phỏng. Khi dùng chất chiết xuất từ quả dứa giúp tiến trình làm sạch một vết thương sau 4 giờ, lấy đi các vật lạ và mô chết để không còn trở ngại nào cho vết thương lành lại. Bromerin còn làm giảm hiện tượng phù nề, các vết bầm tím trên da và giảm đau nhức. Phụ nữ lập gia đình muộn hoặc sau khi sinh con thứ hai, thứ ba có vấn đề bất thường về kinh nguyệt nên dùng quả dứa làm nước giải khát bởi thơm dầu magie, giúp giảm lượng máu xuất huyết nhiều, hạn chế mất máu, tụt huyết áp, mới mổ hoặc sưng amidan. ca sĩ giảm cường độ âm. Nên ăn dứa chín hoặc uống nước dứa ngày 2 lần, tối, sáng sớm để nhanh chóng lấy lại giọng. Quả dứa có tính kháng khuẩn, kháng virus cảm cúm, bôi trơn như động ruột, thành ruột, thanh lọc cholesterol nên giúp bài tiết các độc tố, thất chất thải thực phẩm ra khỏi đại tràng, chống viêm ruột. Dứa còn dùng để giải quyết mùa hè nóng nực, khô khan, mệt mỏi, khát nước, ăn không ngon miệng, khó ngủ, trằn trọc, tiểu ít, nước tiểu đỏ, khai. Cách dùng là ăn trái, uống nước quả dứa ép hoặc nấu canh, xào với các món. Vài cách trị bệnh từ trái thơm. Dứa được dùng trong các trường hợp viêm nhiệt, tiểu tiện, khó khăn, đại tiện, táo bón, sỏi thận, tiểu tiện có mủ. Thứ nhất, viêm thận. 60g quả dứa dễ, cỏ chanh tươi 30g, sắc uống thay nước hàng ngày. Viêm phế quản, 120g quả dứa, mật ong 30g, lá tỳ bà 30g, sắc uống. Sỏi thận, một quả dứa chín, nguyên cả vỏ hoặc khoét ở cuống một lỗ nhỏ bằng ngón tay, cho vào khoảng 7-8g phèn chua, giã nhỏ rồi đậy lại. Đem quả dứa đó nướng chín trên than đỏ hoặc vùi vào lửa cho cháy xém hết vỏ. Dứa chín mềm để nguội, ép lấy nước, bỏ bã để uống mỗi ngày một trái. Nan si thuận, lãnh cảm, uống ngày 3 lần. Dứa ép 100ml với món súp gồm 100g chim câu, 15g hạt sen và 10 quả táo tàu đỏ, hầm nhừ sau 30 phút, ăn 3 lần liên tục trong 2 tuần. Viêm ruột, tiêu chảy, lá dứa 30g, sắc uống. Rối loạn tiêu hóa, 1 quả dứa, 2 quả quýt, ép lấy nước uống. Những lưu ý khi ăn quả dứa, cần lưu ý rằng quả dứa thích hợp hơn cho người trẻ khỏe và có thể hiện các chứng táo chướng do nhiệt. Ngược lại, không dùng cho trường hợp do hư hàn thấp. Dân gian có câu nói trái thơm ngon miệng nhưng mệt bụng, nghĩa là nếu bộ phận tiêu hóa có hư hàn thấp hay gây đau bụng đi ngoài nhiều lần, lỏng nát, có bọt vàng thì không lạm dụng. Không nên ăn nhiều một lúc gây rát lưỡi, nên ăn lúc no để tránh cồn ruột. Ăn nhiều dứa không những gây rát lưỡi, xót môi mà do thơm cũng giàu axit oxalic. Nếu hàm lượng oxit oxalic quá cao sẽ khiến cơ thể bị thiếu hụt canxi. Khi say dứa, ngộ độc dứa. Theo nhiều tác giả thì thủ phạm gây độc là do nấm độc Candida tropicalis thường có trên mặt đất ẩm. Nếu quả dứa bị dập nát thì nấm thâm nhập vào cả bên trong. Khi ngộ độc có các triệu chứng xuất hiện sau 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn thơm. Nạn nhân thấy mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, ngứa dữ dội khắp người, sau đó thấy nóng bừng và nổi mẩn toàn thân, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, hạ huyết áp, khó thở. Trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi sau 2-3 giờ. Trường hợp nặng là tình trạng sốc, dị ứng, trụy tim mạch. Trường hợp nặng phải đi bệnh viện, truyền dịch, chống sốc. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chớ bị dị ứng thì phải tránh nước, gió lạnh mà phải ủ ấm, và lấy khăn vải hư nóng mà chườm lên chỗ bẩn ngứa. Đồng thời cho uống nước sắc gồm vỏ quả dứa 100g với 20g cam thảo hoặc mộc nhĩ trong 3 bát nước 600ml, còn 1 bát 200ml. Để cẩn thận hơn, người ta chỉ ăn dứa khi còn tươi, còn nguyên vẹn, không dập nát, ủng thối, hoạt mất sâu, cho hết và phải ăn ngay. Xin cảm ơn các bạn lắng nghe, các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên xem những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video